Bây giờ em đánh hết lá của bên trái cho anh coi. Đó. Đúng không? Ừ. Còn nếu có vấn đề thay cái này rẻ mà. Để cái này thì nước đây còn nguyên nhưng mà máy nó hư rồi. Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nha. Rồi xe này nguyên chiếc xe zin ha. Mới tin luôn đúng không? Dạ, mua cũng lâu rồi. Ừ, 2022 nè. Cái xe này. Cái này là chắc chắn sẽ thay. Thay. Ừ, phải thay hoặc là phải sửa lại, không nằm được. Phải xài vị trí hả? Vướng cái tay em ạ. Nếu mà vướng tay, thứ hai là nó bị cái tầm nhìn nó hạn chế. Cái kính này thì cũng xài tạm được nhưng mà nó phải chỉnh lại một chút. Xoay ra ngoài. Xoay ra ngoài này, xoay ra trước, đứa này ngược lại. À, từ từ không sao. Dạ, nhưng mà sau này đi là mình phải xử lý lại, cái này là xài vẫn được. Nhưng mà cái vị trí nó phải lọc ra phía trước đây. Đó, chứ nằm đây là vướng cái tay của nhận của mình. Không xài được cái đó. Cái khu vực này là phải xử lý lại cho nó kỹ lưỡng. Đặc biệt là khu này. Vô nó bị dướng. Dạ, nó bị dướng. Cái này ok, để không sao, cái này để cũng được không sao. Rồi, thì trước tiên là mình sẽ phải kiểm tra về cái xe trước khi mình muốn chạy xe. Để lái xe an toàn thì trước tiên là cái xe của mình phải an toàn. Và thiết bị trên người mình cũng phải an toàn thì mình mới thể lái nó an toàn được. Ví dụ bây giờ em mang dép Lào, em đổi nó 1/2. Em đi ngoài đường nếu có sự cố gì chắc chắn là mình sẽ không an toàn với cái bộ đồ đó rồi. Nhưng kiểu như mình đi trong phố, mình đi hàng ngày thì người ta mặc tạm như vậy cũng được. Đi uống cà phê, đi ăn cái mình về thì mình có thể mặc tạm được. Mà ví dụ như mình đi tour, đi phượt, đi xa đi, mình xác định là mình sẽ đi khoảng tới 70 số giờ đó. Mình đi cua, đi đèo, đi các kiểu, đi các nơi nguy hiểm mà rủi ro là khoảng chừng 30%. Tức là có khả năng được gặp rủi ro khi mình đang đi trên đường. Thì tất nhiên là một đôi dép Lào, một cái quần đùi, một cái nón 1/2 sẽ không bảo vệ mình được rồi. Sẽ phải cần nhiều hơn, dù 3/4 nè, áo giáp nhẹ nè, quần giáp nhẹ giống em nè. Đó, thì mình sẽ cần những thứ này, hoặc giày cổ cao qua mắt cá, thì bắt buộc phải có những thứ cơ bản vậy ha. Còn khi đi cao hơn nữa, dù tốc độ cao hơn, đổ khoảng 100 mấy, đó, thì chắc chắn là sẽ không có nhiều đường để chạy rồi. Đổ khoảng 100 mấy, thậm chí là anh em mà đi mô tô sẽ đổ khoảng 200. Ví dụ người ta ra nước ngoài thì chạy freeway nước ngoài đi, 200 mấy, đó, hay gần 300 luôn là chuyện bình thường. Thì tất nhiên không thể nào mà theo kiểu mà giày thường rồi giáp nhẹ lên 3/4 được, mình phải lên thành full face giáp da, rồi giày giáp, rồi găng giáp, thậm chí là cả túi khí nữa. À, thì cái đó mình phải trang bị ha. Thì tất nhiên cái xe nó cũng vậy luôn, không thể nào mà cầm một cái xe zin hết nguyên con mà chạy theo kiểu 300 mấy cái số giờ kia được. Phải có những cái nó sẽ lắp riêng rồi, không thể nào mà đi cua một con xe nguyên bản được, phải có những cái điều chỉnh lại ha. Giờ quay lại với cái xe của mình. À, nhu cầu của em thì chắc là kiểu như là đi hàng ngày, đi chơi, lâu lâu đi tour thôi đúng không? Không, em là đi phố luôn chứ không có đi tour. Không đi tour luôn á. Rồi ok. Vậy thì coi như là ở mức rất là cơ bản và rất là rủi ro không cao. Dạ. Coi như là rủi ro chỉ là do người ta va quẹt này kia thôi. Dạ. Chứ không có mức là mình gặp rủi ro với chiếc xe khi đang đi ha. Cùng lắm là có thể cái phanh. Cái phanh hoặc là đánh lái, kiểu như người ta va chạm phía trước thì mình né người ta thôi. Đúng rồi, hoặc là cái kỹ thuật đi trong phố sao mà cho nó yên tâm. Hoặc là một số cái cua nhẹ nhẹ khi đi phố thôi đó. Dạ. Không có tới nỗi mà áp lực. Đúng rồi, đó, những cái mình phải né ha. Rồi, trước khi mà mình lái cái xe mình phải kiểm tra được cái xe đang như thế nào. Thì với cái xe của em là nguyên một cái xe mới dắt về, nhưng mà chắc chắn sẽ có vài thông số nó sai. Từ hãng dắt ra thì ok, nó tốt đó, nhưng mà nó chỉ ở mức là nó cân bằng để mình có thể đi một cách gọi là ổn định hàng ngày thôi, chứ không phải là ở mức quá bám đường, không phải mức là tăng tốc quá tốt, cũng không phải ở mức là theo kiểu là xe quá mạnh đó. Nhưng mà nó sẽ cho em mọi thứ nó đều ổn định hết, đặc biệt là cái phần lốp xe. Lốp xe là một cái mà nó hay mang tính là thương mại, chứ không phải là chuyên dụng, cho nên thường nó sẽ chọn loại rẻ tiền một tí để bán, người ta bán được ra thị trường đã rồi người ta mua được cái xe đi, chứ đâu nhất thiết là nó bán lốp đâu. Cho nên thường là những cái lốp mà trên xe thương mại nó rất là cho có, chắn rất là cho có luôn, thì mình phải chấp nhận cái thôi cái việc đó. Tại vì giá xe thì giờ nó đang rẻ xuống, mình không bao giờ muốn mua một chiếc xe mà mắc hơn cái xe kia 1 triệu chỉ để mua cặp lốp, đúng không? Này cũng vô lý. Ví dụ mình mua cái xe Winner bạn mình mua 38 triệu, tự nhiên mình mua lên tới 39 là thấy là lạ rồi. Hoặc là bạn mình mua 39 mình mua tới đâu 42 là ủa kỳ vậy, cái gì khác biệt dữ vậy? Cũng là Winner, ủa tao mua Winner cũng 39 sao mà mày mua Winner tới 42, cái gì khác vậy? Nhưng mà bạn đâu biết là có thể là cái xe nó đã trang bị một vài thứ nó nâng cấp tốt hơn. Rồi, để lái xe an toàn thì những cái kỹ thuật trên xe cần phải kiểm tra mà thợ kỹ thuật kiểm tra được, những cái gì mà hãng kiểm tra được, tất cả những anh em kỹ thuật bình thường kiểm tra được thì mình sẽ để anh em kiểm tra. Mình sẽ kiểm tra những cái mà người ta không kiểm tra được. Ví dụ như gì? Những cái mà người ta hay không kiểm tra là áp suất lốp, người ta không kiểm tra. Rồi, cái loại lốp mình có phù hợp để mình đi theo cái nhu cầu mình hay không, người ta không kiểm tra. Như sên trùng người ta có kiểm tra nè, sên sét ví dụ như nè, đó, sên có gỉ sét người ta có kiểm tra, động cơ gì người ta có kiểm tra. Nhưng mà đôi khi một số cái, ví dụ cái phanh này đủ áp chưa người ta không kiểm tra.
dù phanh bóp nhiều ok, có thể là như vậy là đủ rồi, phanh đứng xe là được rồi. Nhưng mà đôi khi mình đâu biết là như là đã đủ áp hay chưa. Như vậy tạm gọi là nếu mà với cái xe ABS là đủ áp. Nhưng mà với một cái xe mà không ABS thì như là quá mềm. Tại khoai khoảng thì là nó không chấp nhận được cái lực nó tạo ra này. Nhưng mà cái phần ABS thì nó vậy, tại vì cái cơ cấu này nó chiếm một phần lực nữa. Cho nên bóp vào nó mất một phần lực cho cái cục này. Nó kiểu thì cái này nó nhẹ nhẹ xíu cũng không sao. Ừ. Còn có không ABS nó phải căng cứng luôn á, nó mới đủ, nó mới đạt. Gặp con KTM của anh là em đụng tí là dính, đụng tí là dính, đụng tí là dính. Đó là con xe mà có ABS, anh bỏ ABS ra. Thì sau khi bỏ ABS ra cái hệ thống dầu nó căng hơn, tại vì cái đường dầu nó ngắn lại. Thì lượng lực từ đây nó phát xuống dưới nó không bị hao hụt. Còn con xe của em nó có nguyên một cái bể dầu trong ABS thì cái bể dầu nó làm hao hụt rất là nhiều lực. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường không có sao. Rồi, mình sẽ kiểm tra những thứ gì nữa. Mình sẽ kiểm tra coi cái xe này có được độ chế gì cái gì không. Như vậy nè, thợ hãng thường hay không quan tâm cái này. Mà với mình, với anh là sẽ quan tâm cái này. Ví dụ em leo xe thử đi, anh sẽ nói cái việc vướng tay cho em coi. Rồi, giờ thôi hãng tay ha. Rồi, bây giờ em đánh hết lái qua bên trái cho anh coi. Đó. Đúng không? Rồi, đẩy ra. Rồi, cái gương zin nằm đây nè, qua đây. Tại sao nó là gương zin luôn an toàn. Gương zin con xe cúp đó cũng là gương gần như zin đó. Rồi, em leo thử. Đánh lái nè, đánh hết lái qua hai bên nè. Còn cách rất xa đúng không? Bên đây luôn. Đó. Gương zin nó vậy đó, gương zin rất là thoáng và không bị vướng tay cho nên là cái đó nên phải chỉnh là một tí. Cái này cũng vậy. Nó còn cách xa lắm, còn kia là nó sát tay em rồi. Nếu mà có sự cố gì nó sẽ vướng tay liền. Rồi. Dạ, không sao. Đây thì nè, nếu anh có lục giác thì anh mở này anh xoay ra phía trước. Không sao đâu. Anh cứ để đi, tại vì cái buổi này chưa có tới áp lực gì đâu. Tới những buổi sau khi ôm cua, bạn đẩy vai này nè. Rồi, giờ thì mới vướng, đẩy vai thì mới vướng. Ha, rồi. Đầu tiên làm quen thôi. À, để coi cái này là giáp đúng không? Ừ, giáp. Rồi. À, kia đòi 3/4 được. Còn vào sân này thì phải đòi là cái nóng full face mới được. Hôm bữa anh quên dặn là cầm theo full face. Rồi, ok thì tập nhẹ thì không sao. Tập nhẹ thì có thể là chạy quanh quanh ở đây cũng được. Rồi, thì đó là những cái mình phải kiểm tra. Đây là những cái mà nó hơi vướng nè. Những cái gì mà không phải zin thì phải kiểm tra lại coi nó đã đủ tiêu chuẩn kỹ thuật chưa. Thường là sẽ tham khảo từ cái zin. Ví dụ cái này đồ chơi, em gắn đồ chơi nào cũng được. Mà miễn sao cái thế nằm giống như zin. Cái vị trí và mọi thứ xung quanh nó gần giống như zin. Và đặc biệt là không vướng tay là được. Còn cái này là có thể là một số người nó kêu này là không được. Anh thì cũng gọi là cái này không được. Nhưng mà trong thi đấu thì không được. Mà khi mà mình đi ngoài đường thì hơi chấp nhận được không sao. Anh cũng gắn nhiều cái chống đổ trên xe để anh em tập luyện. Tại vì cái nhiệm mục tiêu mình nó khác. Nhưng mà đua là mình bắt buộc phải tháo ra. Tại vì sợ vướng người ta. Đó. Thì có những cái nguyên lý an toàn như thế mình phải theo. Còn gắn thì cứ gắn. Tại vì mình đi nhẹ thì không sao. Nó tùy vô cái trường hợp mà mình đi. Đúng rồi, tùy theo cái tình huống mình dùng cái xe như thế nào. À, rồi, thì quay lại cái phần quan trọng nè. Những cái mà có thể kiểm tra được. Để thử kiểm tra, những cái không kiểm tra được. Đây là những cái cực kỳ quan trọng ha. Cái xe của em nó tiếp xúc đường đúng hai chỗ thôi. Là cái phần mép bánh trước đụng đường và phần mép bánh sau đụng đường. Hết. Đây một cái mà không nên gắn nè. Đây. Này. Ừ, tại sao tất cả các xe hãng đều không có cái này. Mà mình gắn thêm cái này. Gắn thêm cái này nó cản gió cho xe nóng dữ lắm. Về YouTube đi, có đó. Có anh phân tích rồi, anh làm kỹ thuật, làm đồ đô luôn. Cái xe mà không gắn cái này, cái xe chỉ có 98 độ, gắn này xong lên 120 độ. Mặc dù cùng cái tốc độ gió đó, nó không giải nhiệt được. Nó bị mất một phần lượng gió vô, giống như bây giờ em thổi đi, em đeo khẩu trang, em hít oxy là em không đeo khẩu trang, hít thì tất nhiên không khẩu trang nó sẽ khỏe hơn. Đúng không? À, thì cái này nó cũng vậy nè. Cái cát nước nó rẻ lắm, cát nước là khoảng chừng anh nhớ nha, mua cũ khoảng 800 mấy, mua mới khoảng chừng 1 triệu mấy, gần 2 triệu chưa tới. Mà em để này vô nó nóng quá, lỡ có gì nó bức nhiệt lúc luôn có máy. Anh đã từng bị rồi, nóng quá là nó bức. Rồi không sao, tóm lại là nếu mà đi nhẹ nhẹ thì gắn thoải mái, đá bắn thì nó cũng chả ảnh hưởng cái gì, đá bắn nó móc cái lá rồi chứ đâu có hư cái cây nào mà lo. Cái lá này hư không sao nha, nhưng mà cái cây này nè, cái đường ống này nè, khi nào đường ống này hư mới có vấn đề. Mà để đường ống này hư á khó lắm. Mà nếu nó có hư á, cái bình nước phụ nó cũng báo rồi. Khi em thấy bình nước phụ này nè, em kiểm tra bình nước phụ nè. Nếu nó bị hụt nước, tức là cái này nó có vấn đề. Còn nếu em thấy nó còn nguyên nước, tức là cái này ok. Thì nhìn là biết hả, nếu mà em thấy cái xe em ướt, rồi thấy bình nước phụ hụt là cái này có vấn đề kiểm tra. Nếu không có gì mình châm nước mình xài. Còn nếu có vấn đề thấy cái này rẻ mà, còn hơn để này. Để cái này thì nước đây còn nguyên nhưng mà máy nó hư rồi. Thì trên xe cũng vậy, cái dàn áo là để bảo vệ khung sườn. Nếu em tháo dàn áo, tại vì sợ té hư dàn áo thì chắc chắn hư khung sườn. Cho nên là có những cái bảo vệ thì mình nên để yên đó, đừng đụng tới. Cái nào nó phải hy sinh là nó phải hy sinh, lốp hy sinh để nó cứu xe, cứu người. Mọi thắc mắc anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline hoặc nhắn tin qua fanpage Học viện Ôm Cua. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.